Sáng hôm sau, Giản Tổng đến gặp Doãn Ca. Vậy thì tốt rồi, hai ngày nữa tôi tới đón cô đi Ca Châu. Doãn Ca cũng vui vẻ đồng ý với yêu cầu của anh ta. Bấy giờ bên ngoài có hai người đang bàn luận, tôi chưa bao giờ gặp ai bị bại não như vậy. Chuyện nó đã như vậy rồi, muốn tìm người giúp đỡ thì phải bí mật chứ. Doãn Ca nghe một hồi rồi nhận ra chủ nhân giọng nói này, A Huy ư. Người này không đi cùng Quý Dịch Thanh mà tính khí vẫn khó chịu vậy. Giản Tổng cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện, bèn an ủi Doãn Ca, xem ra chuyện ở Ca Châu đúng là không nhỏ rồi, ngay cả quân đội của nước A cũng tìm tới nữa. Nhưng cô yên tâm, những vấn đề nội bộ của Ca Châu sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Doãn Ca đang chìm đắm trong suy nghĩ, đấu tranh nội bộ ở Ca Châu luôn diễn ra rất nghiêm trọng, mặc dù Giải Gia đang ở khu an toàn. Nhưng chuyện này chắc chắn có đe dọa đến nước A nên quân đội nước A mới có thể can thiệp như vậy. Thấy Doãn Ca không phản ứng, Giản Tổng sốt ruột nói, Bùi Doãn Ca, những gì tôi hứa với cô, tôi cũng đã làm. Cô sẽ không đổi ý chứ? Doãn Ca bấy giờ mới cà lơ phất phơ đáp, chẳng phải anh Giải đây rất thích khen Giải Gia lợi hại như thế nào với tôi hay sao? Như thế nào, một gia tộc như vậy mà còn sợ không có ai kế thừa à? Nghe vậy anh ta tức giận đập bàn. Ngược lại Doãn Ca vô cùng bình tĩnh, tức giận cái gì, tôi còn chưa có nói là tôi không đi mà. Như sợ Doãn Ca sẽ đổi ý, anh ta tức giận nói rồi vội vàng rời đi, cô tốt nhất là nhớ kỹ những lời cô nói đi. Một lúc sau, Doãn Ca đi về phía hai người bên ngoài, thật là trùng hợp nhỉ bạn. Nghe thấy giọng nói, người thanh niên vội quay lại, thấy Doãn Ca thì trừng to mắt, cô Bùi, sao cô lại ở đây? Một bên Doãn Ca nhanh chóng cất tấm thẻ, bão tử phá hỏng toàn bộ sản phẩm điện tử không để lại dấu vết bỏ vào. Trong túi, bình thản trả lời, cánh cửa chỗ các người hình như bị hỏng rồi, nên tôi đi thẳng vào luôn. Hai người kia cũng không có tâm trạng mà nghi ngờ. Bấy giờ người phụ trách phát man hách hốt hoảng ôm máy tính chạy vào, thật sự rất xin lỗi, hôm nay tìm đến mọi người là vì cần có một sự giúp đỡ đặc biệt. Tôi muốn biết, có ai có thể giải được mã này không? Người tên A Huy kia lo lắng, đã gần 2 ngày rồi mà chuyện này vẫn còn chưa giải quyết được sao? Thanh niên áo đen bên cạnh cũng không kém, nếu như thật sự không có ai giải được mã này, vậy thì 5 ngày sau. Anh ta còn chưa nói hết, Doãn Ca đã lên tiếng, để tôi xem giúp mọi người được không? Phát Man Hách bấy giờ mới chú ý đến Doãn Ca, cô bé này là... Mặt khác trong lòng lại đang nghĩ, đây chỉ là một cô gái trẻ thôi mà. Các chuyên gia ở đây còn chưa có cách, mà một cô bé mới khoảng 20 thì làm được gì, thật sự không phải tới đây để quấy rối đó chứ. Người tên A Huy kia cũng lên tiếng, cô Bùi, một tay cử lợi hại như cô sao dám mời đến hỗ trợ được chứ. Trong lòng cũng đang nghĩ Doãn Ca khoác lác, phục rồi đấy, cô ta lại bắt đầu khoác lác rồi, khi nào thì cô ta mới có thể tỉnh táo lại một chút và đừng có giả vờ nữa đây. Bỗng Lâu Đức Tân không biết từ đâu xuất hiện, đi đến nói, cảnh sát Pháp, có lẽ tôi có thể giúp. Mặc dù tôi học chuyên ngành sinh học, nhưng việc giải một đoạn mã vẫn rất dễ dàng. Ông ta liếc nhìn Doãn Ca một cái đầy căm phẫn, sau cuộc họp ngày hôm qua, điều đầu tiên người hướng dẫn làm là của trách mình trước mặt mọi người. Con tiện nhân này đã làm cho mình mất mặt nghiêm trọng như vậy, mình phải dạy cho nó một bài học. Nghĩ xong ông ta thản nhiên ngồi trước máy tính nhìn Doãn Ca mỉm cười, bạn học Bùi, có đôi khi càng trẻ tuổi thì phải càng nên tiết chế, tuyệt đối đừng bao giờ tự phụ. Càng đừng vì danh dự và thể diện của mình mà phá hỏng chuyện của người khác. Doãn Ca nghe xong cũng mỉm cười đáp, nói chí phải, tuổi trẻ thì nên tiết chế. Nhưng già rồi, tốt nhất là đừng tự tìm đến cái chết. A Huy và người phụ trách phát nhìn thấy màn thuốc súng này thì cùng chung một suy nghĩ, ăn nói mạnh miệng vậy, chẳng lẽ cô ấy thật sự có năng lực giải quyết vấn đề này sao? Nửa giờ sau đó, Lâu Đức Tân toát hết mồ hôi nói, hãy cho tôi thêm nửa giờ nữa, tôi nhất định sẽ làm được. Trên máy tính hiện lên dòng thông báo là sự cố chương trình, ông ta tức giận đập bàn, sao có thể chứ? Phía đối diện hacker mỉm cười chế nhạo, dô, xem ra trình độ cứu binh của các người cũng chẳng ra gì. Người phụ trách thấy người bên kia thì trừng mắt nói lớn, anh là lưỡi hái tử thần của Ca Châu ư? Lưỡi hái tử thần là một tổ chức khủng bố nổi tiếng ở Ca Châu. Mỗi lần gây án, thủ đoạn của nó đều vô cùng tàn ác và gây chấn động quốc tế. Người phụ trách sợ hãi nói tiếp, rốt cuộc thì các người muốn làm gì? Người phía đối diện bấy giờ mỉm cười, chúng tôi muốn làm gì chẳng phải các người biết rõ rồi sao? Nhưng mà đội trưởng Phác và tôi là bạn cũ, nên lần này sẽ để cho các người chọn. Dưới mỗi một cái lồng sắt đều có một quả bom nhỏ, đội trưởng Phác quyết định đi, ai là người chết trước? Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía những người bị nhốt kia. Phác Man Hách cùng A Huy tức đến nghiến răng, thằng chó, có bản lĩnh thì cho nổ ông đây này. Giết người già yếu bệnh tật thì có ý nghĩa gì? Thứ ăn hại. Người bên kia thản nhiên khi người gặp họa, nói gì nói ông đây méo quan tâm nha, vẫn còn nửa giờ nữa trước khi quả bom tiếp theo phát nổ. Mỗi quả bom của chúng tôi đều được hệ thống điều khiển, chỉ cần các người có thể giải mã được thì mới có cơ hội cứu được bọn họ. Lần trước nghe nói nước A các người lợi hại lắm mà, hay là hôm nay để cho tôi được thị phạm cái coi. Phác Man Hách vội hỏi Lâu Đức Tân, giáo sư Lâu, ngài có thể giúp chúng tôi không? Ông ta nghe vậy lắc đầu đáp, tôi không làm được, nhưng tôi có quen một người nhất định có thể làm được. Tôi sẽ bảo người đó đến đây ngay, nhưng phải đợi một tiếng nữa.
Nghe đến đây, phía bên kia màn hình người đàn ông cười lớn chế nhạo, còn phải đợi một tiếng nữa sao? Có vẻ như nước A luôn được cho là đáng sợ nhưng thực tế nó chẳng là gì cả. Bấy giờ một Doãn Ca đi đến nói, sao đây, kẻ vội vã tìm chết chính là Mộ Chí Minh ngươi đấy hả? Người bên kia nghe vậy bèn quay đầu lại, thấy Doãn Ca thì thoáng chốc ngạc nhiên, trời đậu, nước A hết người rồi hay sao mà đưa một con bé miệng còn hôi sữa tới giải quyết vậy? Có tin tôi sẽ cho nổ bom liền hay không? Doãn Ca ngược lại bình tĩnh đáp, cái nét cũng ghê gớm nhỉ. Nhà người cho nổ thử một quả xem nào. Nói xong cô bắt đầu lướt trên bàn phím, bắt đầu chương trình.